Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các nội dung sau. Mở đầu là phóng sự thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân Việt Nam. Tiếp đó là phản ánh Điện Biên Đông nỗ lực đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện tập trung. Và cuối chương trình là phóng sự tuần giáo chủ động phòng cháy chữa cháy rừng mùa hành khô. Quý vị và các bạn thân mến, luật nghĩa vụ quân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ, nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội. Mỗi thanh niên Việt Nam đến độ tuổi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự là bước vào một trường học lớn, góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đầu tháng 3 vừa qua, trên 1.200 thanh niên Điện Biên đã lên đường nhập ngũ với tâm thế sẵn sàng cống hiến sức trẻ vì đất nước. Mỗi năm, tỉnh Điện Biên có khoảng trên 4.000 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, từ 18 đến hết 27 tuổi, được khám tuyển tham gia phục vụ trong các đơn vị quân đội và công an. Luật Nghĩa vụ quân sự Việt Nam quy định, công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. Để được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân nam phải có đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ học vấn theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Năm 2024, thành phố Điện Biên Phủ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 114 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, phục vụ trong các đơn vị quân đội và công an. Đã có 42 công dân viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Qua công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã tuyển chọn đủ quân số được giao với chất lượng quân tốt hơn so với các năm trước. Công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đó là cái việc làm thường xuyên mà chúng tôi xác định và đã đi vào nề nếp. Thì năm nay, theo chúng tôi đánh giá, thì bảo đảm cái chất lượng tốt hơn so với những năm trước. 70 công dân này thì có 93% số lượng công dân là đạt sức khỏe loại 1, loại 2. Về cái trình độ thì cơ bản là đã học hết trung học phổ thông, trong đó có 6 đồng chí là có trình độ đại học. Là công dân nam Việt Nam, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Năm 2024, công tác khám tuyển công dân nhập ngũ được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thị, thành phố thực hiện công khai, dân chủ và đảm bảo yêu cầu chất lượng. Ngay sau khám tuyển, các đơn vị tuyển quân cũng đến từng gia đình có công dân nhập ngũ, động viên khích lệ các gia đình và thanh niên nhập ngũ sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Lực lượng thanh niên được tuyển chọn nhập ngũ năm 2024 không chỉ đảm bảo về thể chất, trình độ học vấn, họ còn là những người có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đóng góp sức mình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Khi được gọi đi nhiệm vụ thì em cũng suy nghĩ là đi vào đấy mình ra ngoài, suy nghĩ mình chín chắn hơn, trưởng thành hơn, môi trường rèn luyện cho mình tốt hơn, trưởng thành hơn. Em là sẵn sàng trở thành một người lính phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với cháu thì đối với riêng bản thân cháu thì việc phục vụ cho quân đội nhân dân là trách nhiệm và là trách nhiệm và cũng là cái nghĩa vụ của bản thân đối với toàn xã hội và đối với cả đất nước. Và khi vào đấy thì cháu sẽ cố gắng quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngày hội tòng quân khắp các thôn bản, phường phố, người dân nô nức tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Rất nhiều những đóa hoa, những nụ cười, những cái bắt tay và cả những giọt nước mắt xúc động tiễn các chàng trai lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Quân ngũ là nơi họ sẽ được học tập, rèn luyện và ngày càng trưởng thành hơn, xứng đáng là những người con ưu tú của đất nước. Dù đang là thời bình, nhưng đất nước luôn cần được bảo vệ, bởi nền hòa bình độc lập của chúng ta được đánh đổi bằng xương máu của cha ông, và bởi đất nước luôn đứng trước các nguy cơ thảm họa. Trong bất kỳ tình huống nào như thảm họa thiên nhiên, bệnh dịch hoành hành và nguy cơ chiến tranh, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ luôn là lực lượng nòng cốt, chủ lực cùng nhân dân ứng phó và chiến đấu. Mỗi thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng chính là thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người con Việt Nam với Tổ quốc và nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Điện Biên Đông có số người nghiện ma túy cao và hiện đang là địa bàn trọng điểm về hoạt động của tội phạm ma túy ở tỉnh Điện Biên. Để kiềm chế, đẩy lùi hoạt động của tội phạm ma túy và hạn chế tác động xấu của ma túy tới đời sống nhân dân, huyện đã tích cực đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện tập trung nhằm giảm số người nghiện ma túy trong cộng đồng. Theo số liệu quản lý của lực lượng chức năng, trên địa bàn huyện Điện Biên Đông hiện có trên 1.000 người nghiện ma túy. Số người nghiện đông làm nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an các xã đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Trên địa bàn huyện Điện Biên Đông thì là năm 2022 là có 1.110 người nghiện. Nhưng mà do có các cái giải pháp là kéo giảm những cái người nghiện thì năm 2023 thì chúng tôi đã kéo giảm xuống 20%. Bên cạnh cái công tác đấu tranh với tội phạm ma túy thì chúng tôi đã tập trung vào công tác tuyên truyền, lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc tại các cái trung tâm. Xã Keo Lôm có gần 150 người nghiện với 6 điểm phức tạp về hoạt động của tội phạm ma túy. Để hạn chế hoạt động của tội phạm ma túy, lực lượng công an xã nỗ lực vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện với hy vọng giảm cầu sẽ giảm cung. Mỗi năm có 9 đến 10 người nghiện ma túy trên địa bàn được đưa đi cai nghiện tập trung. Tuy nhiên công tác vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện luôn gặp khó khăn. Chúng ta đi vận động các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện tỉnh Điện Biên. Nhưng mà đối tượng này hầu như là không muốn đi cai nghiện mà chúng tôi phải đi rất sớm. 3 giờ là phải vào từ nhà để động viên. Nhưng khi có tiếng xe nổ vào gần nhà đối tượng bỏ chạy. Nên chúng tôi phải huy động lực lượng rồi để đi tìm vận động và vận động máy để đồng ý đi cai nghiện. Nên là cũng rất gặp nhiều khó khăn trong vấn đề là vận động đi cai nghiện. Sau nhiều lần được lực lượng công an tìm gặp vận động tại gia đình, anh Lò Văn A ở bản Hủy Sa, xã Keo Lôm cũng đã làm hồ sơ đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện tập trung. Mặc dù bị cảm giác sợ hãi chi phối, nhưng những lúc tỉnh táo, nghĩ đến gia đình, anh Nga lại mong muốn có thể cai nghiện ma túy thành công để có thể trở về giúp đỡ gia đình. Em muốn thử. Thì hóa ra chơi một lần rồi lại muốn chơi lần thứ hai. Lại cứ tiếp tục như thế lại thành nghiện. Bây giờ không có thì trong người không có tí sức nào. Em bây giờ xác định đi cai để làm người tốt, về nhà để phụ giúp bố mẹ trong công việc. Bố mẹ cũng khổ lắm rồi. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong công tác vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện, nhưng với sự quyết tâm của lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương, từ cuối năm 2022 đến nay, huyện Điện Biên Đông đã lập hồ sơ và đưa được 200 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. Các bệnh nhân được cai nghiện tại đây được khám để chẩn đoán xác định tình trạng bệnh, sau đó được điều trị phục hồi sức khỏe theo quy trình 5 bước. Chỉ sau khoảng 2 tuần điều trị, họ đã được cắt cơn. Sức khỏe của các bệnh nhân dần hồi phục nhờ các hoạt động tư vấn, điều trị tâm lý và lao động trị liệu. Sau khi em vào đây được cơ sở giáo dục vào cai nghiện thì sau một thời gian một tuần được uống thuốc cắt cơn, biết là một tháng sau em xuống đội thì sức khỏe thế ổn định, ăn uống sinh hoạt ở trong cơ sở giáo dục. 2 tháng sau thì em xuống học việc ở tại xưởng thì công việc nói chung là cũng trôi chảy. Sau khi được 3 tháng thì sức khỏe của em đã hồi lại hoàn toàn. Ở nhà thì em chỉ uống thuốc tự cai ở nhà thôi chứ. Ở nhà không cai được thì em mới vào đây xin làm thủ tục vào trong này để đăng ký cai nghiện bắt buộc. Lúc đầu em ở nhà cũng nghĩ vào trong này sợ là trung tâm cho là mình cai sống, nhưng mà vào đây mình mới biết là trung tâm cho uống thuốc cai nghiện. Nó người mình cảm thấy là mình không lên cơn như là ở nhà mình cai sống, trung tâm cho uống thuốc 1-2 ngày mình khỏe, mình không có cơn nữa. Thời gian trong này mình
lan trài với làm xưởng mộc, xưởng cơ khí các kiểu, về nhà có thể tận dụng cái đấy mình hiểu biết rồi có thể làm được. Hai năm gần đây, huyện Điện Biên Đông đã có nhiều nỗ lực đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc nhằm làm giảm số người nghiện ma túy trong cộng đồng. Tuy nhiên, làm thế nào để giữ được kết quả cai nghiện, không xảy ra tình trạng tái nghiện vẫn là vấn đề khó khăn nan giải. Công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy sau cai nghiện có vai trò quan trọng, đòi hỏi có sự quan tâm của gia đình có người nghiện ma túy cùng cả cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, phòng cháy chữa cháy rừng mùa hanh khô là một nhiệm vụ quan trọng với huyện Tuần Giáo nhằm thực hiện chủ trương của huyện về phát triển rừng, nâng cao thu nhập người dân miền núi. Tháng 3 là thời kỳ cao điểm mùa hanh khô và cũng là thời điểm người dân đốt nương, làm nương rẫy. Lực lượng kiểm lâm huyện và các chủ rừng trên địa bàn luôn phải căng mình phòng cháy chữa cháy rừng trước nguy cơ cháy rừng mùa khô. Huyện Tuần Giáo có trên 42.800 hectare rừng. Rừng có vai trò quan trọng với người dân Tuần Giáo trong việc giữ nguồn sinh thủy, tưới cho các cánh đồng và phục vụ đời sống sinh hoạt của con người. Người dân các xã Tuần Giáo tham gia bảo vệ, phát triển rừng không chỉ được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, họ còn phát triển rừng kinh tế, tạo thêm thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, hàng năm vẫn có tình trạng người dân đốt nương, làm cháy lan vào rừng hoặc mang lửa vào rừng gây cháy. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô luôn được lực lượng chức năng chú trọng. Nếu trường hợp lửa rừng mà cách xa mình. Đối với Tuần Giáo chủ yếu là do người dân đốt nương, bị cháy lan từ các cái đám nương của người dân, cho nên là cháy lan vào rừng là chủ yếu. Và cái thứ hai nữa là chủ yếu là các trẻ con, người ta đi chăn trâu, chăn bò thì người ta đốt thì cháy lan vào rừng. Ngay từ đầu mùa khô về cái công tác phòng cháy chữa cháy thì Hạt Kiểm Lâm đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn lại cái ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy cấp huyện. Và thứ hai nữa là ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy của cấp xã. Và thứ ba nữa là tuyên truyền cho bà con về các cái thời gian cao điểm, ví dụ như là buổi trưa các thứ là không cho đốt nương và chỉ có đốt nương vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều. Chúng tôi đến bản Ta Cơn giữa những ngày tháng 3, thời tiết rất hanh khô. Đây là bản có diện tích rừng lớn nhất xã Trường Sinh. Để bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy và xâm hại, Hạt Kiểm Lâm huyện Tuần Giáo chỉ đạo kiểm lâm địa bàn thường xuyên theo dõi, tuyên truyền, vận động hướng dẫn bà con nhân dân chủ động phòng cháy chữa cháy rừng. Trước mùa khô hanh thì kiểm lâm địa bàn đã xuống xã để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng phương án, kế hoạch đi tuyên truyền tất cả các bản trong địa bàn quản lý về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản hàng năm. Mấy năm trước trở lại đây thì xảy ra cháy các cái đồi cỏ danh đâu đách thì nhân dân bản cũng đã có ý thức trách nhiệm và đã tham gia chữa cháy kịp thời và không ảnh hưởng về diện tích rừng. Rừng có vai trò quan trọng với đời sống người dân bản Ta Cơn. Rừng giúp họ giữ nguồn nước, tạo môi trường sống trong lành, xanh mát. Mỗi khi mùa khô đến, tổ bảo vệ rừng của cộng đồng phải tổ chức tuần rừng thường xuyên. Trước kỳ khô hanh cao điểm, bản vận động bà con nhân dân tập trung phát dọn thực bì dưới tán rừng, tạo đường băng cản lửa để giảm nguy cơ cháy lan nếu xảy ra cháy rừng. Nguy cơ cháy rừng mùa hanh khô thường do người dân đốt nương hoặc đi đốt ong gây cháy lan vào rừng. Chủ động phòng lửa rừng có ý nghĩa rất quan trọng, bởi khi xảy ra cháy, việc cứu rừng vô cùng khó khăn. Hiện tại thì bản Ta Cơn đang quản lý với số là 172 ha rừng và cũng như là hàng năm thì cũng có xảy ra những cái vụ cháy mà cháy từ ranh giới ở địa phận khác về bản Ta Cơn. Thì cái cách chữa cháy tức thì cái lúc đấy thì là mọi người sẽ huy động tất cả mọi người thì là sẽ mang dao mang sảnh hoặc là những cái vật dụng ạ thì để làm rãnh và làm rãnh để cho đỡ cháy lan đi, cho nó đỡ thiệt hại nhiều hơn. Thu nhập của người dân bản Lạ, xã Quài Tở một phần dựa vào làm nương rẫy. Những năm trước đây vào mùa làm nương, nguy cơ rừng bị cháy và bị nương luân canh xâm lấn thường xuyên xảy ra. Từ năm 2022 đến nay, rừng được giao cho cộng đồng và các hộ dân khoanh nuôi bảo vệ phát triển.
tình trạng cháy rừng do đốt nương trong khu vực bản quản lý bảo vệ đã không còn. Những cánh rừng lên xanh tạo không khí mát mẻ, giúp điều hòa nguồn nước. Bà con dân bản hiểu hơn lợi ích của việc bảo vệ, phát triển rừng nên ý thức phòng cháy rừng cũng được nâng lên. Rừng phát triển lên thì cũng rất quan trọng. Thứ nhất là về nguồn nước sinh hoạt thì cũng không thiếu thốn. Được bên xã, bên đồng chí kiểm đơm vào bản để tuyên truyền thì mọi người cũng bây giờ cũng phấn đấu trồng thêm rừng. Nhà nước quan tâm tới thì cũng có tiền hỗ trợ về bên phòng rừng phòng hộ thì cũng bản cũng thích một phần đấy để cử được mấy anh em đập mà 10 người thì cũng phân bổ nhau mỗi tuần 1-2 người đi một buổi 2 buổi để kiểm tra rừng. Các cánh rừng ở xã Quài Tở nói riêng và ở huyện Tuần Giáo nói chung đều có dân cư sinh sống và làm nương rẫy quanh bìa rừng. Mỗi mùa khô đến, nhất là mùa đốt nương của người dân địa phương vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 hàng năm, các lực lượng làm công tác quản lý bảo vệ rừng và chính quyền địa phương lại tập trung cao độ cho công tác quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương về tầm quan trọng của việc giữ rừng, cũng như nâng cao ý thức người dân khi dùng gần rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong những năm vừa qua vừa rồi thì kiểm lâm địa bàn cũng đã xuống tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy rừng tới toàn thể bà con nhân dân trong bản ấy. Thì về cái việc mà phát nương làm giấy bây giờ bà con là thường là tạo đường băng cản lửa và đốt là đốt từ trên đốt xuống. Những hộ nào mà đốt nương liếc các thứ đều phải thông qua cho trưởng bản hết để trưởng bản nắm được những hộ nào trong ngày hôm đấy là đi đốt nương làm giấy. Nó thành lập mỗi một tổ bảo vệ của một bản ấy, thì là sẽ 10 người có bản thì sẽ là 11, 12 người gì đấy. Sẽ chia nhau ra thành 2 đến 3 tổ và sẽ chia nhau để đi tuần tra các cái khu vực nào có nguy cơ xảy ra mà hay cháy cao ấy. Xác định tầm quan trọng của rừng với đời sống người dân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã Quài Tở đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý bảo vệ rừng. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng cháy chữa cháy và phát triển rừng ngày càng được nâng lên. Rừng được đo đạc quy chủ, giao cho cộng đồng quản lý và ký cam kết bảo vệ và phát triển hàng năm. Mùa khô, lực lượng chức năng thường xuyên xuống địa bàn, kiểm tra, nắm bắt tình hình, vận động bà con nhân dân thật cẩn trọng khi đốt nương, tránh để lửa cháy lan vào rừng. Hàng năm là các bản ký cam kết với Ủy ban nhân dân xã về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy và Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ khuyến nông cùng phối hợp với kiểm lâm địa bàn thường xuyên tuần tra. Nếu phát hiện thấy cháy là huy động cái lực lượng cháy chữa cháy của các bản. Khi phát hiện những đám cháy này cũng sẽ sẵn sàng đi chữa cháy, nêu cao cái công tác trồng và phát triển rừng. Thì năm vừa rồi thì đặc biệt là trồng rừng năm thứ 2, thứ 3 thì trên địa bàn xã Quài Tở thì cũng trồng hơn 100 ha trồng rừng, rừng thông, rừng thay thế, rừng phòng hộ thì cũng đã phát triển rất tốt. Theo kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2023-2024, Hạt Kiểm Lâm huyện Tuần Giáo cùng chính quyền địa phương đang tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa bàn trọng điểm. Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4 hàng năm, thời tiết hành khô, có gió phơn Tây Bắc tác động, người dân đốt nương nhiều, nguy cơ cháy rừng luôn thường trực. Phương châm tuyên truyền là nâng cao ý thức người dân trong phòng cháy, bởi khi xảy ra cháy rừng, rất khó cho công tác huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy. Trong 3 năm gần đây, huyện Tuần Giáo nói riêng và các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung đã tổ chức tốt công tác quy chủ và giao đất giao rừng cho cộng đồng và các hộ dân khoanh nuôi bảo vệ rừng. Các chủ rừng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo vệ phát triển rừng của nhà nước và có trách nhiệm quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng. Theo luật bảo vệ và phát triển rừng 2017, hàng năm chủ rừng phải có phương án phòng cháy chữa cháy rừng, phải thiết kế và xây dựng hệ thống công trình ngăn lửa, canh lửa, hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Trường hợp người dân đốt lửa trong rừng, cần rừng để dọn nương rẫy, đồng ruộng, người đốt lửa phải thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng phải kịp thời chữa cháy, thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục hậu quả sau cháy rừng và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cháy rừng không chỉ gây thiệt hại về tài nguyên thiên nhiên mà còn có thể đem lại những thiệt hại không thể lường trước về tài sản, tính mạng người dân và ảnh hưởng lâu dài tới sự cân bằng của hệ sinh thái cũng như môi trường sống của con người. Mùa khô năm 2023-2024, thời tiết diễn biến phức tạp, có những thời điểm khô hanh cao độ. Các chủ rừng cần chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế tối đa rủi ro gây cháy rừng đem đến những hậu quả khôn lường. Chuyên mục Nhà nước và Pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.